16 chập đường thì thấy canh cá lóc, không biết ăn có giống trong Nam không. Cầm một chai option của bánh canh cá lóc, rồi bánh canh cá lóc, rồi cái gì đây không biết. Rồi okay, bây giờ thử coi bánh canh cá lóc ngoài Huế có giống bánh canh cá lóc của người Quảng Trị ở Châu Đức Vũng Tàu không. Oh.